khi mà chưa có cưới được á thì nói là lúc nào anh cũng thương em, anh nói cái gì là nghe cái đó, em là số 1, sau này á là cho dù có con đi nữa em vẫn là số 1, con mới là số 2 thôi. Nhưng mà dạo gần đây là em và con đều là số 0 hết. Bởi vì anh ấy đi ở ngoài đường suốt ngày mà về á thì say xỉn, rồi cái bụng á thì trình hình đó, thấy chưa? Còn cái áo bây giờ cái nút cũng bung ra luôn rồi. À, em hiểu tại sao hôm nay anh phải mặc là áo màu đen rồi đấy chị. Thì đó. À, ở đây mình nhìn rõ hơn là mọi người. Dạ. Yeah. À, đó mọi người thấy không? Tối ngày cái đi mà dạo này nói là xã giao rồi ha. Xã giao cái gì mà bắt mới vào lại bia rượu? Hả? Xã giao cái gì mà bia bọt vô? Trời đất ơi, thì phải vô gặp người ta, phải nói chuyện. Rồi nói chuyện là phải uống bia. Chứ không để giờ nói chuyện mình uống nước lọc sao mà nói chuyện vô, đúng không? Dạ. Ủa anh ơi, hồi xưa anh không có uống bia. Bây giờ bà gặp về khoe rồi á hả, là dạo này anh lên đô dữ lắm. Anh uống hết két này tới két nọ, anh uống 3 két. Để tôi coi 3 két làm sao nha. Anh nói gì mẹ cũng tin, ai uống nổi 3 két kêu bà học nội á. Ai cũng lỡ 3 két, có anh với lại mười mấy người bạn uống 3 két. Ở trong đó có Phương Ngọc không? Có. Bảy. Tôi bảo đảm có. Có. Bảo đảm có. Bữa uống không nổi thì nó uống giùm, có uống. Mà uống rồi thôi đi, mà về còn ở vô mặt chị nữa em. Trời ơi, ở vô mặt luôn hả chị? Mình uống bia, mình phải lịch sự, mình phải văn minh. Uống bia thì không có được ở vô mặt người ta. Có ở thì phải che lại ở. Chứ không được ở vô mặt, ở như vậy là rất là bất lịch sự, biết không? Dạ em đồng ý, em đồng ý với chị. Anh Hân cho anh giải thích cái này, tại vì thật sự ra anh rất là lịch sự, anh về anh gặp vợ anh đứng trước mặt cái cơ thọ nó tới làm sao mình cản được. Cho nên anh mới quay mặt anh ở đây thì bảo tưởng đâu anh không nhìn mặt bà, phải chạy quay và nói chuyện với anh nó ở vô mặt bà thôi. Anh không có ý đâu. Không. Đi chụp lén chồng mình rồi quăng lên mạng xã hội như vậy. Tại vì trong một cái khoảnh khắc tự nhiên đứng mà cái này là bây giờ đang hết bụng. Mọi người quay anh thôi, quay đây anh thôi. Mọi người nhìn thấy cái này đang hết bụng. Bụng tôi rất bình thường. Không, anh bình thường đi, anh bình thường, đừng có dối nào, bình thường đi. Cái lịch bụng nó lịch cứng ngắc rồi, không có bung ra được. Mọi người nói cái này là đang hết bụng, còn cái này là trong một cái khoảnh khắc mà anh ấy đang gọi điện thoại, anh ấy đang xả. Cho nên đó cái bụng kìa như là sắc đẻ vậy đó. Thiệt rất sao? Là xấu. Em ơi, em biết không, chị khổ căng lắm. Thật ra mọi người có biết không, mình phụ nữ mà mình nhìn những người đàn ông khác mà đẹp á, mình cũng thích chứ bộ, đúng không? Đúng không Khả Như? Dạ. Nếu mình nhìn một người đàn ông đẹp xong với mình vẫn thích, đúng không Khả Như? Đúng xỉu luôn. Đúng rồi, mà em nghe cha chị biết mà. Đúng rồi. Đó, ngay cả Trang á, Trang thật sự coi một bộ phim Hàn Quốc hay phim Mỹ, phim gì cũng vậy, mà khi mình thấy á, diễn viên người ta sáu múi mình rất là mê, mà mình nhìn vong chồng người ta, trời đất ơi, còn có một múi một, và lúc đó là cảm thấy rất là bất mãn luôn á. Em nói thiệt mà, lúc nào cũng nói là em yên tâm đi, ngày mai em đi tập tạ rồi, em yên tâm đi, anh sẽ đi đá banh để em lấy lại sáu múi, Cương Ngọc nó sẽ dạy anh tập yoga. Mà nói không, không bao giờ thấy làm, mà tối ngày cứ đi bia bọt. Anh có gì muốn nói không anh? Cái đó nói gì nữa, tại vì công việc, em hiểu không? Tất cả là công việc hết. Nếu như không có công việc là anh đã đi tập gym rồi. Anh ơi, không có công việc nào ở đây mà anh bỏ tập gym á. Ủa Cương Ngọc đó, công việc không Cương Ngọc? Trời ơi, đừng có lôi tôi vô nữa, chuyện hai vợ chồng ông ơi, lôi tôi vô làm cái gì vậy? Cương Ngọc cũng có công việc vậy mà, kìa, tướng người ta sáu muối kìa. Nó nhịn ăn, nhịn uống, anh phải ăn uống điều độ. Chưa đâu em, chưa nữa hả? Còn nữa em nha, rất là nhiều tật xấu, còn bị bốc mùi nữa. Mà cái mùi đó là một cái mùi là dễ sợ. Khi một người mà tỉnh táo không có uống á, mà đứng kế một người mà xỉn á, thì rất là khó chịu. Mà chị đây là nạn nhân, và em đi cũng là nạn nhân. Mỗi lần ảnh về buổi khuya á, là em đi bỏ chạy vô phòng đóng cửa lại, không chịu gặp ba, không ôm ba luôn. Anh ơi, cho em thấy tình hình bây giờ là chị nói gì cũng đúng. Nãy giờ anh cũng nguyện biệt. Lê chị 13 lắm hả? Dạ. Tình hình bây giờ là anh bây giờ quan trọng là cái lý do mà anh tổ chức cái buổi này là như thế nào.
cách mình giải quyết đi. Tôi nói rồi, tổ chức làm gì, tổ chức làm chi, rồi mới bây giờ bị nhục mà. Thôi được rồi, đủ rồi em. Đủ rồi, tất cả những gì cây đắng anh nhận hết, anh chấp nhận. Thực sự ra thì nãy giờ em nói không có cái nào mà sai luôn, có cái nào cũng đúng hết. Đúng rồi, nói đúng mà. Bởi vậy cho nên khi mà em nói anh muốn nó cái ước gì thời gian quay trở lại, anh sẽ không bao giờ gọt kia nào hết. Thật sự để giữ mãi hình tượng là người chồng, người cha gương mẫu trong con mắt của em.